Cái hồ nước bò hoang hàng ngàn năm bất nay ngờ xuất hiện quái vật to giữa lớn, ban ngày bơi vào bờ hút phân của bò ở các cánh đồng, khiến các cánh đồng gần đó mất mùa hoàn toàn. Trường làng treo thưởng 1 tỷ để tiêu diệt con quái vật này. Các thợ câu cá kèo đến vì phần thưởng, nhưng bị quái vật làm gãy cần câu liên tục. Câu cả tiếng rồi, sao con quái vật này không cắn câu nhỉ? Quái vật thích mùi hôi, mùi càng nồng nó càng phấn khích. Ôi kìa, cái gì kia? Ông già, sao lại là ông? Chàng trai à, ta nghe nói cậu đến để nhử con quái vật biến dị. Ta đặc biệt chạy đến để mang bí quyết tới cho cậu đấy. Ông già, chân ông đã không rửa bao lâu rồi? Không phải ta không rửa chân, ta thích chạy nhanh, lại hay ra nhiều mồ hôi chân, thêm nữa lại ít tiết ra hormone. Hi hi hi. Mùi gì thơm thế này? Đây là mùi nấm và sáu khuẩn sinh sôi, kết hợp với mùi tuyến mồ hôi đặc quánh thật hấp dẫn. Hình như đúng thế rồi. Để tôi nếm thử một chút món ngon của nhân gian này trước. Con cá đó dám nổi lên kìa. Trong giây phút đó, không thể diễn tả bằng lời tâm trạng lúc này. Chỉ cảm nhận một mùi hương mạnh mẽ, xâm chiếm vị giác của tôi. Vị ngon tuyệt vời đó, như sóng ấm lan tỏa trong miệng, khiến tôi cảm thấy thỏa mãn vô hạn. Thì ra, thức ăn ngon như vậy là âm mưu của thợ câu cá. Haha, ta sẽ cho người biết tay, tên đáng ghét. Con quái vật gì thế này? Sức mạnh kinh khủng quá. Lực kéo này nhìn là biết là quái vật ăn rác rồi. Tên câu cá này khác với các thợ câu khác. Thật đáng gờm. Liệu đây có phải tuyệt kỹ trong truyền thuyết không? Truyền thuyết kể rằng chỉ có thể luyện thành sau 30 năm đánh đổi và chiến đấu khốc liệt như vậy, sao có thể có sức mạnh đó được? Hahaha. Sức kéo mạnh quá. Sức mạnh như vậy chắc chắn không phải của thợ câu bình thường. Có vẻ phải dùng chiêu cuối cùng thôi. Miệng hút. Tên đó đầu hàng rồi sao? Sao nó không dùng sức nữa rồi? Haha, tận dụng sự bám hút này của ta, hợp làm một với hòn đá này. Cho dù sức mạnh của ngươi có lớn đến đâu cũng vô ích thôi. Mau sử dụng chiêu thái cực bát quái đi. Chiêu thái cực bát quái? Tôi không biết cái đó. Nhanh thắp trái tim nhỏ lên đi, giúp đại xuân mở chiêu thái cực bát quái. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng bẻ ngàn cân, thái cực bát quái điêu. Thật không ngờ con quái vật ăn rác này lớn như vậy. Nó phải nặng hàng tấn ấy chứ. Thêm cả hòn đá này nữa. Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tiêu diệt quái vật ăn rác này. 1 tỷ này là của cậu. Không không, trưởng thôn quá lịch sự rồi. Sau này nếu phát hiện cá lớn, cứ gọi tôi đến nhé. Hi hi hi. Dưới sưu tập đầu giá ngọc của con cá chép có giá trị. Có đại gia trả tới 500 tỷ. Trả giá cao để sở hữu ngọc cá ba chép thợ câu này đến một vùng đầm lầy bỏ hoang hàng ngàn năm. Tìm kiếm cá chép khổng lồ biến câu dị. Mà không đánh bè thì câu cũng không được nhiều. Đây là 20 tấn ốc mà các anh cần. Lần đầu thấy mỹ nhân lái xe tại ếch quá. Để lại cho tôi 2 kg ốc xào ngon nhé. Nó không thơm sao? Wow, tất cả đều là ốc tươi mới nguyên. Chúng ta nhanh chóng thông báo cho băng chủ cá chép. Băng chủ, có thợ câu đến đánh bè ở vùng nước của bọn em, còn thả ốc nữa. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chọn một ít tươi gửi cho đại ca, số còn lại anh em cùng thưởng thức. Tuân lệnh băng chủ. Chờ đã, thấy mấy sợi dây câu này không? Các ngươi cẩn thận đó. Nghe nói băng chủ có thể dễ dàng giật đứt dây câu, chúng tôi chưa từng chứng kiến. Đúng rồi, tôi cũng chưa thấy bao giờ. Vậy hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy. Động thủ, tôi đếm nhé. 1, 2, 3. Băng chủ chọn sợi 1 nhé. Tôi nghĩ sợi 1 là thợ câu cá còn non kinh nghiệm. Cùng nhau đi. Ấy ra. Hey. Băng chủ thật ai vệ. Hừ, ha ha ha. Chạy đi đâu tên cầu cá ngốc. Băng chủ ai vệ. Anh Đại Xuân, hai đứa tôi bị đánh cho gãy cả cần câu rồi. Anh nhất định phải cầm cự. Con đấy. Cá này sức lực ghê thật. Trông có vẻ rất hung dữ. Có phải băng chủ ta độ dẻo dai rất tốt phải băng không? Băng chủ lợi hại. Con cá vẫn tiếp tục phát lực. Anh Đại Xuân cố lên. Thợ câu này có chút đẳng cấp đấy. Không dễ chịu chút nào. Đại Xuân huynh đệ, nên buông tay đi. Nếu không anh sẽ mất mạng mất. Buông tay ư? Ta không cuộc thể buông này được. Tôi đã buông bỏ quá nhiều thứ, khiến bản thân không còn gì sau cả. Sau này tôi sẽ dùng đôi tay mình để tranh đấu. Không ngờ tên câu cá trên kia còn là người tặng nữa. Ha ha ha. Băng chủ ái vệ. Nhanh dùng thái cực bát quái câu.
Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng bẻ ngàn cân, thái cực bát quái câu. Ta cảm thấy một luồng sức mạnh lớn đang ập tới. Có vẻ ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Anh em đừng xem náo nhiệt nữa. Mau dùng răng sắc bén cắt dây câu của hắn đi. Sợi dây này có vẻ rất chắc, không cần đứt được. Ôi răng tôi, đúng là một lũ vô dụng. Ăn ốc thì nhai rụm rịm, bây giờ bảo cắn sợi dây cũng cắn không đứt. Đúng là lũ vô dụng, cút hết cho ta. Đại Xuân, con cá này có vẻ phát điên rồi đấy. Đại Xuân, mau kháng cự. Con gì thế này? To thật đấy. Ôi anh Đại Xuân giỏi quá. Vậy to thế kia. Con cá này phải to lắm đây. Cảm ơn đại ca đã ra tay cứu giúp. Chả nhẽ tên cần thủ 500 năm trước đã quay trở lại. Nếu bạn cảm có thể câu được con cá hàng chục ngàn cân là đã quá đỉnh rồi. Thì điều đó chỉ có nghĩa là bởi vì tầm nhìn khi của bạn thấy quá một cái vảy cá lớn hơn cả xe tải hàng chục lần, vảy của nó đặt trước mặt bạn, quan điểm của bạn sẽ bị lộn ngược hoàn toàn. Anh Đại Xuân thật lợi hại, một cái vảy đã to thế này rồi. Con cá này chắc phải to lắm. Cảm ơn đại ca đã ra tay cứu giúp. Chả nhẽ tên câu cá 500 năm trước đã quay lại. Đi, ta sẽ đi gặp hắn. Hầu gia nhất định phải bênh vực cho anh em chúng tôi. Chúng tôi bị bắt nạt quá nhiều rồi. Thật đáng tiếc, con cá to thế này mà bị tuột câu. Đánh bại lũ chòi đi. Quăng thêm một lần nữa. Thợ câu bé nhỏ kia, xem ta kéo ngươi xuống nước thế nào. Chuyện gì thế này? Hay là lần này gặp cá lớn hơn rồi? Trời ơi, tại sao lại có con cá lớn thế này? Con cá voi biến dị này to thật. Mau dùng bát quái du long điều. Bát quái du long điều. Thấy chiếc cần câu đó không? Đó chính là thái thượng lão quân ngày xưa, dẫn đầu thần thiên huyền kim thạch, sau khi luyện tinh thiên thạch thép mà thành. Đại ca, đây chính là cần câu như ý anh thường nhắc tới phải không? Đúng vậy, 500 năm trước chính chiếc cần câu này đã câu vợ ta. Vợ yêu, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Sông pha bốn biển. Nhanh dùng bát quái câu tàn tuyệt. Bát quái câu tàn tuyệt. Trời đẹp trai quá, còn có chút đáng yêu nữa. Lạ thế, sao anh có 8 múi cơ bụng? Không hiểu sao, ta lại cảm thấy như gặp được tình đầu. Tôi bị làm sao thế này? Trong lúc này anh bị trúng thuốc tàn tuyệt của thợ câu. Sinh ra ảo giác, nếu không dùng sức, anh sẽ bị thợ câu câu đó. Mau dùng chiêu thái cực bát quái. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng bẻ ngàn cân, thái cực bát quái. Trận thế này. Trời đất ơi, câu được hai con cá chép cùng một lúc. Ông già, bạn thiên hạ đồn có trong bụng con cá này không? Nọc cá chết nằm dưới xương đòn dưới cổ họng, giúp hỗ trợ nghiền nát thức ăn cứng như vỏ ốc, tăng sinh tế bào gốc, cứng như đá, giòn như ngọc. Trong vài năm gần đây, được nhiều người yêu thích đồ trang sức ưa chuộng. 2001 mất, không thiếu thứ gì. 10 tỷ đã xong. Ha ha ha. Đây là con cá rô phi đột biến tàn bạo, trọng lượng của nó đã lên tới hàng trăm tấn. Vì vậy mỗi ngày phải ăn rất nhiều cá để duy trì sự sống. Đem lại thảm họa diệt chủng cho các loài cá. Trong hồ nước tự nhiên, các con mau trốn đi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, hy vọng anh tha cho các con tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm thế đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Như thế này các người sẽ gặp lại mẹ thôi. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Anh họ anh đã thấy chưa? Nó còn ăn luôn cả đá nữa. Chẳng mấy chốc, tất cả cá trong hồ này sẽ trở thành mồi nhắm của nó mất. Chúng ta cũng vậy, nhưng mà em vẫn chưa muốn gặp ông bà sớm thế này. Hiện tại chỉ có một cách. Cách gì vậy anh cá? Anh mau nói đi. Hai đứa mình nổi lên mặt nước, thu hút đám thợ câu cá tới đây để họ đối phó với con quái vật này. Ý kiến của anh cá thật hay, chúng ta hãy nhanh chóng hành động. Nhìn đám cá nổi đầy mặt nước, không ngừng nháy mắt. Tiểu Minh, chuẩn bị thêm mồi nhé. Dụ cá lớn đến gần. Rõ rồi ông già. Vậy để tôi thả 50 tấn ngô non nhé. Chú ý nào.
cho cá ăn no rồi chúng sẽ cá lớn vẫn luôn cắn ngươi. Hai anh quên mất đôi tất thú của tôi rồi sao? Cho mô non vào trong tất thú ấy. Sự kết hợp này con cá đó không thể cưỡng lại được đâu. Đại Xuân, anh có muốn thử không? Tôi còn một đôi nữa đây. Không cần đâu, không cần đâu. Mùi hôi này là của sự phát triển nấm và sáu khuẩn, pha trộn với mùi tuyến mồ hôi đặc quá hấp dẫn. Mấy tên câu cá hôm nay thật hào phóng. Mặc dù không có cá trong đống mô non nhưng này, hàm lượng cơ dương có thể làm cao. No chúng ta một chút. Sao ta cảm thấy có xương cá đâm vào miệng nhỉ? Ha ha, vẫn là tất của ta đỉnh hơn. Cần đầu tiên đã câu trúng cá rồi. Thì ra là móc câu à? Ban đầu ta chỉ muốn ăn chay. Không ngờ còn có thêm mánh khóe này. Tên câu cá nhỏ bé kia, đừng dùng sức nữa. Nhìn lực kéo này có vẻ như đã câu phải vật khổng lồ. Ông già, nếu có làm được không? Thì mau tránh xa. May là ta vẫn có thể chịu được. Không ngờ trong những năm tháng cuối đời lão phu lại gặp phải vật khổng lồ như vậy. Quật đuôi ngược gió, lật đổ vận mệnh. Ông già thật đẳng cấp. Điệu câu cá này trông thật tuyệt. Ban đầu tôi chiếc nghĩ chiếc đó chỉ mặc cho đẹp. Không ngờ còn có thể dùng để câu cá nữa. Có vẻ hòn đảo câu cá này có hai đã mặt. Đã đến lúc thêm chút màu sắc. Số phận sói hoàng dâng cho nhận công lấy chúa. Đi. Ông già, có sao không? Hay, đúng là lão phu có tuổi rồi. Ông già mau buông tay nếu đi. Nếu không tính mạng cũng không đối còn. Với thợ câu cá chúng ta, cần câu là danh dự của thợ câu. Cổ nhân có câu, tóc có thể nhưng cần câu không thể gãy được. Tình cảm có thể nhạt, nhưng dây câu không thể đứt. Đây là cú đánh cuối cùng của ta. Đỡ lấy. À hơ. Ông già. Đây là con cá rô phi biến dị tàn bạo nhất. Đem lại thảm họa tiêu diệt cho các loài cá khác trong hồ. Vì vậy thợ câu đã chiến đấu không khoan nhượng. Nhưng bị cá rô phi kéo đến nội chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Ông già nghỉ ngơi đi đã. Để con quái vật này cho tôi. Còn có tôi nữa. Ta vẫn còn một chiếc tất thú nữa. Sau màn chạy nước rút lúc này, bàn chân ta đã ra rất nhiều mồ hôi. Mùi nồng nặc lắm đấy. Mau câu con cá đó lên. Được rồi ông già. Để câu được con quái chỉ vật chỉ còn này. Cách này thôi. Mùi thơm nồng nàn quá. Mùi này mạnh gấp 100 lần mùi vừa nãy ấy chứ. Giá mà tôi là người thì tốt biết như mấy. Vậy có thể ăn món ngon này mỗi ngày. Tiếc là tôi chỉ là một con cá. Hạnh phúc quá. Mùi này từ khoang miệng sộc lên mũi rồi xông thẳng lên đỉnh đầu. Kích thích vị giác của ta quá trời. Ha ha ha, chỉ cần ngửi thấy món ngon là tôi quên ngay đó là âm mưu của thợ câu. Vừa rồi ta không kịp ăn mùi thơm lại ngon. Chỉ kéo đứt một cái cần câu. Lần này mùi ngon đó ta sẽ ăn một cái. Không cá nào phản đối chứ ha ha ha. Ha ha ha, mấy tên câu cá trên kia chỉ có ngủ thế thôi quá. Sao? Bây giờ ăn no rồi ta sẽ ngủ. Không một cá giấc. Nào phản đối chứ ha ha ha. Mấy tên thợ câu trên bờ kia rõ ràng không phải đối thủ của cá rô phi biến dị. Phải, lúc nãy thả nhiều ngô non một như vậy. Một cần câu, con cá nuốt trọn. Anh Đại Xuân cố lên, anh Đại Xuân cố lên, anh Đại Xuân cố lên. Yên tâm đi, chỉ là một con cá. Tôi câu nó dễ như trở bàn tay. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng bẻ ngàn cân. Thái cực câu. Ta nói nay có thể ăn thợ câu cá ngon. Cần câu như ý. Như ý. Như ý. Mau. Lớn lên đi. Muốn ăn ta ư? Ngươi chưa đủ tư cách đâu. Có tao sai khiến. Đại Xuân, may quá anh quay lại rồi. Làm ta lo chít mất. Huynh đệ, anh có sao không? Lần này tôi cuối cùng cũng nhìn rõ con là cá đó một con rồi. Cá rô phi biến dị thân hình khổng lồ. Con cá vừa được ăn no, sức rất mạnh. Đại Xuân huynh đệ nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi ông già. Xem tôi đây. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng bẻ ngàn cân. Thái cực bát quái trưởng. Ta đã đánh giá thấp tên câu cá này thực rồi. Thực lực cũng khá đấy. Nhanh dùng thái cực vô cực câu. Nhưng tôi không biết cách kích hoạt vô cực câu. Bây giờ tôi bị thương tới nội tạng, không thể chạy giúp anh kích hoạt được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân anh thôi. Sao ông lại có nhiều tất thú thế nhỉ? Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh bốn. Vô cực sinh thái cực. Thái cực vô cực câu. Chuyện gì xảy ra trên kia vậy? Lúc này rõ ràng cảm thấy anh ta đã yếu đi. Sao có thể bùng phát được một như vậy? Thợ câu cá này có khi nào thực sự câu được con cá rô phi khổng lồ không? Ta cảm thấy không thể. Đây chắc là phản công cuối cùng của anh ta. Anh ta chỉ còn chút sức lực này nếu thôi. Không câu được ngươi lên thì ta sẽ không làm thợ câu nữa. Thái cực vô cực câu.
sức mạnh ngày càng tăng. Cứ thế này thì quá tốt rồi. Sao ta có thể thua tên thợ câu nhỏ bé này được chứ? Cá rô phi trông quá kinh khủng. Nếu cứ để con cá này ở dưới nước, sẽ gây ra tuyệt chủng cho các loài cá khác trong hồ. Đúng rồi, trừ bạo an dân, thay trời hành đạo. Thợ câu cá đáng ghét, lần lượt bắt đi đại thần của ta. Nhanh chóng tiêu diệt mấy tên câu cá này đi, đừng để cản trở đại sự của chúng ta, tuân lệnh. Đây chắc chắn là con cá chê biến có kích thước lớn nhất lịch sử và tính khí hung dữ. Miệng mở ra rộng như sân bóng đá, đá hút vào miệng lại phun ra, gây ra một trận mưa đá, khiến làng mạc và người dân vùi lấp vô số kẻ. Tin giống chìa vàng nhìn núi quanh co, một vòng quanh co là một đài khó, nổi lên như có 8 phần nguy hiểm, chắc chắn có cá lớn ở đây. Ông già, chúng tôi đến để câu cá. Sao hành động như người đạo mộ vậy? Nghe nói ở vùng nước này có một con cá chê miệng rộng, thân hình khổng lồ, có thể nuốt chửng vạn vật. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là cá chê, chính là con quái vật của vùng nước này. Truyền thuyết kể rằng ở đây vốn có một dân làng sống bằng nghề đánh bắt cá. Sau đó xảy ra một trận trong mưa một đêm bị vùi lấp bởi đá lởm chởm. Dân làng tội nghiệp quá. Vùng nước rộng thế này, chúng ta chọn vị trí nào để cái này thì đơn giản. Nước chảy câu cá chết, nước động câu cá sống, dòng chảy xiết câu ven, dòng xoáy câu vành. Theo phán đoán của lão phu, vị trí câu tốt nhất là ở đây. Vị trí không quan trọng, quan trọng là nhờ mồi bí quyết độc quyền của tôi. Ha ha ha. Tiểu ma, lần này chuẩn bị vẫn mồi thế nào? 50 tấn ngô non. Thơm quá. Mùi này là mùi của nấm và sáu khuẩn sinh sôi nảy nở, kết hợp với mùi hôi chân dày đặc. Cuối cùng cũng tìm thấy mùi này, thơm quá đi mất. Sao mà đớp mồi nhanh như vậy? Gần như cùng lúc chúng ta thả câu, hay là một bầy cá đến? Không, có vẻ chúng ta đang câu cùng một con, hay là thực sự có cá chê miệng rộng? Cái gì? Đây là thép gì vậy? Sao lại đứt dễ dàng thế này? Cần câu của ta cũng đã gãy vụn. Đại Xuân huynh đệ, phần còn lại phụ thuộc vào anh. Cái móc nhỏ treo trên miệng tôi, có phải móc câu không? Hay thật đấy? Đã hơn 500 năm rồi tôi chưa gặp thợ câu cá. Hôm nay tôi sẽ chơi thật đã. Thợ câu này có chút sức lực, tôi thích đấy. Ha ha ha. Ta thực sự muốn nuốt ngươi vào miệng. Đại Xuân huynh đệ, Đại Xuân ca. Đây chắc chắn là con cá chê biến có kích thước lớn nhất lịch sử và tính khí hung dữ nhất. Miệng mở ra rộng như sân bóng đá, đá hút vào miệng lại phun ra, tạo ra một cơn mưa đá. Làng mạc và người dân vô tội bị nó vùi lấp vô số kẻ, vì thế thợ câu dâu Miêu đã đối đầu quyết liệt, nhưng bị vỡ nát cần câu liên tiếp. Còn tệ hơn, có thợ câu bị kéo xuống nước, bị cá chê khổng lồ nuốt chửng. Sao cá chê này không đánh răng vậy? Mùi này còn hơi hơn tất gan của vàng ông như nữa. Ý. Nhanh lớn lên đi. Câu long du nhật của bát quái. Thợ câu này có chút thực lực. Nhanh dùng câu thái cực bát quái. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng bẻ ngàn cân. Câu thái cực bát quái. Tên thợ câu này có chút thực lực, phải cho mày một bài học rồi. Nuốt chửng vạn vật. Nhanh xem có vòi rồng lớn dưới nước. Con cá này muốn gây sự rồi. Cây gỗ nằm chìm giữa sông. Anh Đại Xuân có sao không? Anh Đại Xuân ơi, nhanh bỏ cần và trốn đi. Anh ơi, nhanh chạy đi. Bỏ cần câu đi. Đá ngày càng nhiều, càng lúc càng quá nguy hiểm rồi.
Thợ câu là hồn thợ câu. Câu cá là danh dự của thợ câu. Con cá trê này phá hoại quá mạnh. Nếu không tiêu diệt nó hôm nay, sau này sẽ còn làm hại nhiều người. Là một thợ câu, nhiệm vụ của tôi là câu cá. Anh Đại Xuân nhanh buông tay đi. Bây giờ không phải lúc nói nhiệm vụ. Anh cần bảo đảm an toàn tính mạng mới có thể câu được nhiều cá hơn chứ. Buông tay là không thể buông được. Tôi đã nói suốt đời sẽ dùng đôi tay mình để thay đổi vận mệnh của bản thân. Anh Đại Xuân ơi, đội trưởng cá tre làm hay lắm. Tội nghiệp tên thợ câu. Đây là ví dụ sống về cá mềm đá cứng mà dám tự lượng sức mình. Ha ha. Chết tiệt, có vẻ Đại Xuân sẽ ở lại đây rồi. Sao kết thúc rồi sao? Anh! Nhanh dùng câu vô cực của thái cực. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vô cực sinh thái cực. Câu vô cực của thái cực, anh! Cái gì? Không thể nào. Không thể nào. Đây là sao chứ? Nghe nói cá chê diêm cá tím có thể làm não tử nhớ suốt đời. Con quái vật này có thể làm bao nhiêu mâm? Ha ha. Vô dụng, đám ngươi không đối phó nổi một thợ câu. Uổng công ta huấn luyện các ngươi hàng ngàn năm. Thủ lĩnh đừng nóng giận, làm hại thân thể. Có vẻ chúng ta phải thực thi kế hoạch sớm thôi. Báo cho tất cả biến thể và anh em trong các vùng nước. Ai thấy thợ câu ven bờ, hãy tiêu diệt lập tức, không nề năng gì cả. Đây là loài cá biến dị hung dữ nhất tôi từng thấy. Những răng nanh sắc nhọn của chúng mỗi ngày đều làm cùng một việc, đó là nghiền nát cơ thể của các loài cá khác. Vợ ơi mau lại đây, ở đây có rất nhiều ngô này. Anh yêu à, em đã chán ngô từ lâu rồi. Vậy thế này nhé, haha, chỉ biết làm vui lòng em thôi. Nhưng em vẫn muốn ăn bánh mì kẹp thịt cơ. Vợ à, chúng ta không có tiền mua bánh mì kẹp. Bánh ngô có dinh dưỡng cao hơn. Em xem, bánh mì kẹp này có cài móc câu đấy. Còn là móc câu mắc cạn nữa. Bị móc vào là không thoát ra được đâu. Anh rõ ràng là không thương em mà. Hèn nhát nữa chứ. Hừ, ngoan, đừng giận. Không đúng sao, rơi nhà phải có bánh mì kẹp thịt chứ. Được rồi. Trời ơi, ngon quá, ngon quá. Anh nhà em còn muốn ăn nữa. Được thôi. Hứ. Anh ơi, anh ơi. Em tuyệt quá đi mất. Anh yêu, anh thấy vừa rồi em diễn thế nào? Hoàn toàn xuất sắc, ngang hàng minh tinh. Không tí vết nào. Anh không biết em vừa rồi dễ dàng đến mức nào. Làm em sợ chết khiếp đấy. Về sau chúng ta không cần lén lút nữa rồi. Ha ha ha. Mê mơ sống hạnh phúc suốt đời này. Anh cá chó, hai con cá đều bị anh nuốt hết rồi. Cũng không để lại cho tôi một con. Anh cũng quá đáng rồi. Hi hi, tôi thích nghe mọi người gọi tôi là cá chó lắm. Khen tôi thêm vài câu nữa đi. Ăn của cẩu, chân cẩu. Ăn tỏi cẩu, cẩu. Thôi đủ rồi đấy, khen nữa chắc tôi bay lên mất. Gần đây các thợ câu ở vùng nước này ngày càng nhiều. Muốn cá cho gia tộc cá chó chúng ta ăn ngày càng ít đi. Anh cá chó, gần đây tôi nhận chỉ thị từ Giang có thể tấn công thợ câu rồi. Đúng là ăn thợ câu cũng là bảo vệ động vật. Trong 1.000 năm qua, cấp dưới đã được đưa ra chỉ thị nghiêm ngặt. Phát hiện thợ câu sẽ bị hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác. Hi hi, vậy còn chờ gì nữa? Chú ý đây xem. Là con cá chó biến dị hung dữ nhất tôi từng giữa ban ngày mà dám nhảy lên bờ. Nước trưởng luôn vài thợ câu vô tội, vì thế thợ câu phải dùng cần trục buộc 10 tấn giun đỏ làm mồi nhử mới có thể quyết đấu với cá chó biến dị. Trời ơi, lần đầu dùng cần trục để câu cá thật thích. Tiểu Mộng, con cá to này cắn đủ nhanh đạp ga đi. Nó kéo mạnh thật đấy. Sức mạnh này chắc chắn là kết hợp giữa khoa học và tàn nhẫn. Tiểu Mộng, để tôi giúp cô. Không xong rồi. Xe của tôi sắp lật mất rồi.
Tiểu Mộng, mau nhảy xuống xe. Anh họ mạnh mẽ thật đấy. Đây là cần chủ của con người mà. Nghe nói cái này có thể nâng 1.000 tấn. Một đời oanh liệt không cần giải thích. Ha ha ha. Ông già chạy nước rút. Đại Xuân, các anh đến rồi à? Cần trục mới mua của tôi bị kéo xuống hồ rồi. Còn cả xe tải của tôi nữa. Thật là quá đáng. Rõ ràng là thách thức thợ câu chúng ta rồi. Phần còn lại hãy giao cho chúng tôi. Hãy để tôi và Đại Xuân đối phó con cá chó biến dị này. Anh cá chó, nhìn kìa, thợ câu vẫn còn dám thách thức nữa kìa. Đây chỉ là móc câu nhỏ xíu thôi. Thợ câu này rõ ràng mới tập tành câu cá. Anh lo đi. Yên tâm đi, anh cá. Anh nghỉ trước đi. Tôi nhất định sẽ kéo thợ câu xuống nước. Nó tới rồi, cá này nhanh thật. Đại Xuân, đừng chủ quan. Con cá chó này hung dữ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tay mơ kia, hôm nay sẽ cho người biết tài cá chó của ta. Nhanh dùng thái cực bát quái câu. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng bẻ ngàn cân. Thái cực bát quái. Không ổn rồi anh cả. Tôi cảm thấy thợ câu này cũng dùng công nghệ rồi. Lực kéo rất khỏe. Anh có đủ sức không, cá út? Đừng làm mất mặt họ nhà cá chó đấy. Tôi cảm thấy hết sức rồi. Anh cá, anh nghĩ cách gì đi. Dây câu này sao lại chắc thế? Hoàn toàn không thể cắn đứt được. Anh cá, anh cá. Mau cứu tôi với. Mau cứu tôi với. Hiện tại chỉ còn cách này thôi. Anh cá, cách gì vậy chứ? Cách là nước chảy nhà tan. Cái gì thế này? Chú ý đây xem. Là con cá chó biến dị hung dữ nhất tôi từng giữa thấy. Ban ngày dám nhảy lên bờ, nước chừng luôn vài thợ câu vô tội. Trước việc này, thợ câu đã phải dùng tới thái cực bát quái câu đã thất mà mở ra cuộc chiến quyết liệt. Nhưng ngay khi con cá chó biến dị sắp bị câu lên đã bờ, đã bị một con cá chó biến dị khác nuốt chừng, chỉ còn lại xương cá. Cái gì thế này? Còn một con cá chó biến dị lớn hơn trong nước ư? Ước tính phải vài ngàn tấn. Con cá chó này cũng quá đáng quá. Thà tự ăn đồng loại chứ không để chúng ta câu đi. Con cá chó lớn này rất thông minh. Một khi bị động tới, chắc sẽ khó mà cắn câu lần nữa. Ông già còn có đôi tất hôi mà. Hi hi đúng rồi. Hiện tại chỉ có thể dùng đôi tất hôi của tôi. Để dụ con cá chó lớn tới, tôi đi chuẩn bị hành tỏi gừng. Có vẻ đây là mùi nấm và sáu khuẩn sinh sôi, pha trộn với mùi tuyến mồ hôi đặc quánh. Không ngờ trần gian còn có món ngon thế này. Tiếc là quá nhỏ. Thật không đã, vừa hay còn vài thợ câu trên bờ làm món khai vị. Cá nhỏ, ta sẽ trả món nợ máu này cho em. À hơ, đây chính là cánh tay quỷ huyền thoại của thợ câu cá. Có đúng thật vậy không? Đúng rồi, truyền thuyết kể rằng chỉ có thể luyện thành sau 30 năm câu cá và chiến đấu quyết liệt trên 5.000 kg. Phải nói là thợ câu bé nhỏ này có chút sức mạnh. Tiếp theo ta sẽ cho người biết thế nào là tuyệt vọng. A Hương, Đại Xuân, nhanh buông tay đi. Con cá chó quái dị này thực sự quá hung dữ. Chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Thợ câu, hồn thợ câu. Cần câu là danh dự của thợ câu. Tôi sẽ không buông tay đâu. Con cá chó biến dị này thật sự quá đáng. Sự tồn tại của đã nó đã gây tổn thương nghiêm trọng cho con người. Khi phát cuồng còn ăn cả đồng loại. Nếu hôm nay không câu được con quái vật, tôi sẽ không làm thợ câu nữa. Anh Đại Xuân, nhanh dùng thái cực bát quái câu. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng bẻ ngàn cân. Thái cực bát quái. Bất ngờ thật đấy. Một thợ câu nhỏ bé lại có sức mạnh lớn như vậy. Có vẻ ta đã đánh giá thấp anh rồi. Chùa Mông Cổ, đường Tam Tạng. Nhanh xem mặt nước kìa. Cái gì vậy? Con cá chó biến dị này đã tiến hóa kỹ năng rồi. Nhanh dùng thái cực đại trưởng đi. Vận càn khôn nhất thú. A hơ, quát sạch ngàn quân. Quá quá to rồi. A hơ,
Một cột đỡ trời. A Hương. A Hương. Đại Xuân huynh đệ, anh Đại Xuân. Đây chắc chắn là con cá chép biến dị lớn nhất và mạnh nhất lịch sử. Sự tồn tại của nó đem lại mối đe dọa lớn cho các thợ câu thích đi câu bằng thuyền. Vì vậy, các thợ câu bất chấp tất cả để câu con cá lớn. Sinh tử tùy duyên, ông già, ông còn chịu được không? Cơ thể lão đã cạn kiệt rồi. Buông tay đi, tuổi lớn thế này rồi. Đừng kéo ông ấy xuống sông nữa, đúng đấy. Nhanh về nhà đi, người trẻ còn xử lý không đừng lao vào nữa. Quật đuôi ngược gió, đảo lộn càn khôn. Chạy nước rút. Chạy nước rút. Lần đầu thấy cách câu này. Đây đâu phải câu cá, rõ ràng là chạy lung tung. Chạy nước rút của ông già có thể tập trung không khí xung quanh thành gió lốc, tăng thêm lực kéo của mình. Chưa nói tới cá, ngay cả một con voi ở đây cũng có thể dễ dàng nâng lên. Không ngờ thợ câu này cũng có chút thực lực. Vậy thì đừng trách ta không lịch sự. Thợ câu khốn kiếp, ta đã nhân nhượng ngươi rồi. Sóng xô bờ, báo thù tràn lan, muôn vật quy tông. Xe ở ngoài là của anh à? Xe màu đen không phải của tôi. À vậy xe trắng là của anh hả? Xe trắng cũng không phải của tôi. Thu nhập mỗi tháng của anh bao nhiêu? Có tới 1 vạn không? Không. Sau vậy thế trước thì thế không. Thì sao? Trước thế cũng không. Ý anh là? Ý tôi là phải ngủ mới có. Có lẽ lão phù đã kiệt sức rồi. Nhanh gọi Đại Xuân tới đây. Mới khởi động đã hết sức rồi à? Ông già cố lên nào. Đại Xuân, mau tới giúp ông già. Ông già không chịu nổi nữa. Rõ rồi anh Vương. Tôi tới ngay. Xin lỗi mỹ nữ, tôi có chút việc phải đi trước đây. Anh có biết lịch sử không? Còn có việc quan trọng hơn việc trọng đại cả đời anh à. Có, đi câu cá. Tôi đã nói ông già này không ổn rồi mà. Bây giờ buông tay còn giữ được cái mạng. Tôi đã lớn thế này rồi, vẫn nên câu chút cá nhỏ. Xô tan những ngày tháng còn lại cũng được rồi. Vậy mà còn cứ cô hết sức thế này. Sóng vỗ trời. Báo thù tràn lan. Muôn vật quy tông. Xin lỗi ông già, tôi đến trễ quá. Không sao đâu Đại Xuân. Lần đầu bị người khác ôm thế này, bỗng dưng ta có chút ngại ngùng. Ông già nghỉ ngơi đi, để tôi đối phó nó. Lại thêm một đứa tới nộp mạng. Phải rồi, ông già kia nhìn lợi hại thế. Suýt bị kéo xuống nước rồi còn gì. Chàng trai trẻ này chống chọi tối đa 2 phút thôi. Haha, suýt thành công rồi đấy. Mà còn dám quay lại nữa. Vậy thì đừng trách tôi nhé. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng bẻ ngàn cân. Thái cực bát quái. Thợ câu còn nít kia, ngươi chỉ có thế thôi à? Nhanh dùng thái cực vô cực câu. Một sinh hai, hai sinh ba. Ba sinh vạn vật. Vô cực sinh thái cực. Thái cực vô cực câu. Sức mạnh này cũng coi là khá đấy. Nhưng trước thế lực của tôi, mọi chiêu thức hoa mỹ đều vô ích thôi. Sóng vỗ trời. Bạo lực tràn lan. Muôn vật quy tông.
Chàng trai, nhanh buông tay đi. Những chiêu thức hoa mỹ vừa rồi của anh thực ra không hề thiết thực chút nào. Đúng đấy, trông rất cổ điển, nhưng thực ra quá vô dụng. Sức mạnh đang tăng dần lên. Chàng trai giỏi lắm. Tôi đã nói anh có thể câu được mà. Chỉ cần nhìn là biết anh không phải thợ câu bình thường. Thật lợi hại. Bạch Đường đại nhân tôn quý. Đây là mồi nhắm thượng hạng. Được các em gái từ bờ sông bên kia từng hạt ngậm qua bằng miệng. Hạt gạo tròn đầy, mùi thơm nồng, hương vị tinh tế. Những thợ câu này ngày càng giỏi mạo hiểm. Vị này rõ ràng là trộn thêm gì đó. Bạch Đường đại nhân, xin lỗi xin lỗi. Đại nhân đừng động tới, đại nhân đừng động tới. Cái gì? Hai anh em cả chó bị thợ câu bắt ư? Không thể nào. Mau dẫn ta tới đó, ta muốn gặp trực tiếp thợ câu này để báo thù cho anh em tôi. Tiểu Mộng, lại thêm mối tiết anh đi. Anh sẽ câu cá lớn cho em ăn. Được rồi, Vương ca. 50 tấn ngô non tới đây. Xe lùi chú ý quan sát. Chỉ có móc câu nhỏ thế này mà cũng bắt được anh em cá chó à? Lừa cá hay gì? Bạch Đường đại nhân, luôn cẩn trọng là hơn. Ngươi còn dám dạy ta làm việc nữa à? Thợ câu con nít kia, xem ta kéo ngươi xuống nước thế nào. Cá tới rồi. Ha ha ha, sức kéo mạnh thật đấy. Chắc là con lớn rồi. Tưởng thợ câu này lợi hại lắm chứ. Cá chó ơi cá chó, thực lực của hai anh em người cũng chỉ thế thôi à. Đại Xuân, anh đang ở đâu? Nhanh dùng thiết lôi ngũ liên tiên. Trời đất quay cuồng, sấm sét nhắm mục tiêu. Thiết lôi ngũ liên tiên. Trời ơi, chiêu thiết lôi ngũ liên tiên của anh vương xịn quá. Ha ha ha. Không lạ gì hai anh em cả chó bị thợ câu bắt. Đây tuyệt đối không phải thợ câu bình thường, chắc chắn phải có sức mạnh thần bí. Lạ thật, sao sức mạnh đột nhiên tăng mạnh thế? Bạch Đường đại nhân, cẩn thận đấy. Vợ yêu của ta, mau cứu ta với, mau cứu ta với. Vợ ơi, Bạch Đường đại nhân, đây là lần đầu anh gọi tôi là vợ, tôi thực sự rất vui. Cá ngốc, chỉ vì có đáng không? Em tuyệt đối là con cá ngốc nhất trong 1080 vợ của ta. Ta luôn coi em như đầy tớ, còn đánh đập em. Nhưng em chẳng hề oán trách ta. Giờ em còn vì ta mà hy sinh nữa. Bạch Đường đại nhân, tôi đã rất sớm nghe nói gần đây có vài thợ câu rất mạnh. Với sức mạnh của chúng ta không thể đối đầu được đâu. Anh mau tìm Bạch Đường thống lĩnh ở hồ chứa đi. Vợ ơi, vợ ơi. Trời ơi, lần đầu thấy con cá nào to đẹp như thế. Ước tính cũng vài tấn đấy. Hi hi. Mặc dù không bằng các loài cá biến dị khổng lồ, nhưng ít nhất hôm nay cũng không về tay không. Ha ha. Nhanh xem mặt nước, có một con cá trắng biến dị. Hai con biến dị này có mối quan hệ khác thường, có lẽ nó đang từ biệt bạn.
từng có một tình yêu chân thành đặt trước mặt tôi. Nhưng tôi đã không trân trọng. Cho đến khi mất đi, tôi hối hận vô cùng. Hi hi hi, đúng là không uổng công người vợ. Sau này các ngươi phải học theo đấy. Tuân lệnh Bạch Đường đại nhân. Thợ câu khốn kiếp, ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Thống lĩnh, mau cứu tôi với. Chuyện gì đã xảy ra? Sao hoảng hốt thế? Vùng nước tôi phụ trách bị thợ câu chiếm đóng rồi. Chúng không chỉ câu đi huynh đệ cả chó, mà còn câu cả vợ yêu của tôi nữa. Vô dụng, một thợ câu còn nít mà cũng không đối phó nổi à? Thợ câu này có chút thực lực, nghe nói một trong số chúng dùng cần như ý. Cần câu như ý ư? Cây cần câu này đã mất tích 500 năm rồi. Giờ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Báo cho đại đội quân Bạch Đường, chuẩn bị ứng chiến. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt thợ câu này, để trừ hậu hoạn. Tuân lệnh, Bạch Đường thống lĩnh. Các chiến binh, từ xưa đến nay, thợ câu và chúng ta đã không thể chung sống. Thợ câu, mỗi ngày câu đi rất nhiều anh chị em của chúng ta. Chúng ta đã chọn im lặng, nhưng bây giờ, chỉ vì huynh đệ cá chó nuốt vài thợ câu, chúng lại ra tay tàn sát chúng ta. Đây là bất nhân bất nghĩa. Diệt! Đám câu cá khốn kiếp! Trong mọi góc nhà chúng, từng ẩn nấp anh em của các ngươi. Hoặc có thể là cha mẹ ngươi. Xin hãy nhìn lại thứ đó. Chúng chính là thần chít của vùng biển này. Công chúa nhỏ bé kia. Nữ chiến binh ơi. Chiến binh ơi, cuộc chiến tranh này không phải vì bản thân các ngươi, mà vì con cháu tương lai của chúng ta. Vì quê hương bình yên ấm no. Vì quê hương bình yên ấm no. Bạch Đường thống lĩnh, anh hát hay quá đấy. Hi hi, với tư cách là người lãnh đạo, phải biết cách làm cho cấp dưới của mình nghe theo. Nếu họ không xung phong, làm sao có tương lai tươi sáng cho chúng ta chứ? Đúng đúng. Đám cá trắng nhỏ bé kia vốn đã là nô lệ của cá biến dị chúng ta. Ha ha ha. Nói nhỏ thôi, kẻo bị chúng nghe thấy đấy. Nghe tôi chỉ huy. Bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch chiến đấu thứ nhất. Cá trắng, lên đi. À hả cá con à. Giống anh ghê. Tôi cũng được cá trắng con này. Ha ha ha, sao lại có nhiều cá lớn để các anh câu thế? Cá trắng con cũng được đấy. Rèn luyện tình cảm. Có vẻ chúng ta đụng trúng tổ cá trắng con rồi. Dưới nước này thật nhiều cá trắng. Không được rồi, cá trắng nhiều quá làm tay tôi mỏi cả. Tay tôi cũng mỏi rồi. Không ngờ câu cá trắng lại mệt và đói thế này. Tôi nghỉ trước đây. Các anh cứ tiếp tục đi. Các anh cứ tiếp tục đi. Hi hi, thống lĩnh ơi, anh xem này, bây giờ thợ câu đã mệt lả rồi. Chính là lúc này đây, tôi cắn câu trước, giữ chặt thợ câu lại, sau đó bắt đầu kế hoạch thứ hai, muôn tên bắn loạn xạ. Không ổn rồi, có vật thể khổng lồ cắn vừa rồi câu cá trắng nên tay mỏi hết cả. Bây giờ đột nhiên có vật thể khó đối phó đây. Để cho các người thấy sức mạnh của muôn tên bắn. Không ổn rồi, nhanh cúi xuống. Cá trắng bay nhanh quá, giống như dao bay vào người ấy. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đám cá trắng này quá xảo quyệt. Lúc nãy cá con cắn cùng loạn làm tiêu hao sức lực chúng ta. Bây giờ lại đến một con cá lớn, hoàn toàn không đối phó nổi.